ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình thông tấn. Ông đánh giá như thế nào về số tiền viện trợ không hoàn lại rất lớn mà Quỹ Khí hậu Xanh đã đồng hành với dự án lần này, cũng như là tính cấp thiết của dự án đối với Việt Nam? À, dự án này là một trong ít dự án mà có cái số tiền không hoàn lại rất là lớn, đó là đến trên 30 triệu đô. Cái số tiền thì nó tương đương với những cái hỗ trợ hoạt động, và cái dự án này đã phải chứng minh được với Quỹ Khí hậu Toàn cầu là nó hiệu quả và nó thiết thực. Cái việc đầu tiên đó là dự án hỗ trợ làm sao để người dân có thể đảm bảo tiếp cận được với nguồn nước đủ cho canh tác khi mà mùa hạn hán đến. Thứ hai là người ta tiếp cận được với cây giống, phân bón và các hỗ trợ kỹ thuật. Người ta cũng sẽ được tiếp cận tham gia vào cùng đồng hành với dự án, tiếp cận với thông tin khí hậu. Vâng thưa ông, số tiền viện trợ không hoàn lại thì rất lớn. Thế nhưng mà lượng người được hưởng thụ từ dự án thì lại có hơn nửa triệu người thôi. Điều này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào? Trong cái cách thiết kế và tiếp cận của dự án ấy, thì các dự án phát triển trước đây mà các dự án nhỏ thì thông thường có thể thiết kế theo cái cách thức là trải dài cái hỗ trợ, mà hỗ trợ chỉ mang tính chất là kích hoạt. Thế còn khi chúng tôi thiết kế những cái dự án lớn như thế này ấy, chúng tôi sẽ phải thiết kế cái hỗ trợ nó rất là sát và thực tế đến từng gia đình, và để đảm bảo được là các hộ gia đình mà tham gia họ sẽ tăng được thu nhập trong một cái thời gian của dự án. Mặc dù là dự án đấy là thiết kế là những người hưởng trực tiếp, thế còn thì đương nhiên là dự án sẽ mở rộng các việc đào tạo, các việc phổ biến thông tin, các cái việc là nâng cao cái nhận thức về khí hậu cho cái đối tượng còn rộng hơn rất là nhiều ở cả 5 tỉnh. Thì chúng tôi rất là kỳ vọng là dự án sẽ tạo ra cái tăng thu nhập cho người dân. Và tăng thu nhập có nghĩa là người ta có thêm tiền và có thêm kiến thức, có thêm khả năng và có thể thích ứng được và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Dạ vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông.